chủ thành tiền tiêu thần tộc. Đám nhãi danh của thần tộc, ra đây, lão tử phải đánh các ngươi ra bã. Ha ha ha, xem ra những tên nhát gan đó đã bỏ chạy rồi. Còn cái gì mà chủ thành tiền tiêu mãi mãi không sụp đổ nữa cơ, chỉ có như vậy thôi sao? Đúng lúc dùng cánh cửa dịch chuyển ở trong chủ thành này để trực tiếp đi đến thần vực. Lão tử nhất định phải vặn đầu của áo trụ tư đinh để báo thù cho vua của ta. Chôn vùi Bẫy là cái bẫy, mau rút. Hoàng Kim Thành, chúng thần điện. Mau nhìn kìa, đó là, là lôi thần đại nhân. Không ngờ lại là lôi thần đại nhân, ngày ấy không phải đã mất tích rất lâu rồi sao? Bên cạnh ngày ấy còn có người phàm đi cùng. Là tên người phàm mà lần trước có được sự cho phép của cha các vị thần mà tiến vào chúng thần điện. Lôi thần đại nhân có vẻ rất thân thiết với tên người phàm đó. Ta không có nhìn lầm chứ. Không ngờ một lôi thần đại nhân trước giờ cao ngạo lại thân thiết với một tên người phàm như vậy. Ông già, ta cuối cùng cũng quay về rồi. Tho, lần này lại đi đâu và làm cái gì nữa? Tại sao lại mất tích lâu như vậy? Ta còn tưởng ngươi đã chết rồi. Ông vẫn là nghiêm túc như trước nhỉ ông già. Lần này ta không phải là mất tích bình thường, mà là con à thối tha Loki đó. Ta đã trúng quỷ kế của cô ta, cô ta âm thầm cấu kết với vua cự nhân băng xương, giam cầm ta ở nơi sâu nhất của băng xương vương thành. Cũng nhờ có Diệp Hạo đã cứu ta. Không chỉ như vậy, cậu ấy còn giết cả vua cự nhân băng xương, giải quyết một mối phiền phức rất lớn giúp chúng ta. Còn có đám cự nhân băng xương kia, cũng là do cậu ấy hiến kế cho. Cho nên chúng ta không thể bạc đãi với cậu ấy. Tất nhiên rồi, đây đều là nhờ sự anh minh thần võ của ông già đây. Ta đã nghe Diệp Hạo nói rồi, là ông già ban đầu giữ cậu ấy lại để cậu ấy giúp đỡ cho thần tộc chúng ta. Cái gì? Ta không có nghe nhầm chứ? Là Loki đại nhân giam cầm lôi thần đại nhân sao? Chuyện này thực sự rất khó mà tin được, Loki thân là một trong những chủ thần cao quý nhất, sao lại hãm hại lôi thần chứ? Còn có tên người phàm này, cậu ta rốt cuộc là có lai lịch gì? Không ngờ có bản lĩnh đáng sợ như vậy. Các ngươi là đang chất vấn ta sao? Lẽ nào ta còn sẽ nói dối? Ca, không dám. Ta cho tinh nhuệ tìm kiếm bốn phương, cũng không tìm thấy tung tích của Thor. Diệp Hạo, ngươi lại làm sao tìm được nó vậy? Không hồ danh là cha các vị thần, chỉ cần một câu nói đã đúng trọng tâm. Những vị thần như bọn ta cũng không biết tung tích của lôi thần, mà cái tên người phàm tên là Diệp Hạo gì đó, dựa vào gì mà có thể biết chứ? Lẽ nào hắn bị Loki thao túng, làm gián điệp giữa thần tộc chúng ta và cự nhân băng xương? Từ đó mà giúp đỡ Loki đạt được mục đích không thể nói cho người khác biết nào đó. Diệp Hạo, ta không phải là đang nghi ngờ cậu, nhưng lời của các vị thần nói cũng không phải không có đạo lý. Cậu rốt cuộc là làm sao biết được ta bị nhốt ở cự nhân vương thành vậy? Ta biết cậu không phải là dạng tầm thường, nhất định là đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó, nhưng tốt nhất cậu vẫn là cho mọi người một lời giải thích để tránh bọn họ hiểu lầm cậu. Chuyện tới nước này, tôi cũng không giấu giếm nữa, chỉ là những lời mà tiếp theo sau tôi sẽ nói. Mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Chuẩn bị sẵn tâm lý. Cái gì mà chuẩn bị sẵn tâm lý chứ? Mấy phút sau. Cái gì? Diệp Hạo, cậu nói cậu có thể thao túng thời gian sao? Hơn nữa cậu còn tới từ thế giới khác. Thậm chí còn nhìn thấy hoàng hôn của các vị thần mà lĩnh vực các vị thần và cử giới bị hủy diệt sao? Đúng là khó mà tin được. Cậu không nên dọa mọi người như vậy chuyện thao túng thời gian này, ngay cả thần cũng không làm được, hơn nữa cậu chỉ là một người phàm. Còn nhìn thấy cái gì mà các vị thần và cử giới cùng nhau bị hủy diệt nữa, có cha các vị thần vĩ đại và vĩnh hằng ở đây, cử giới mãi mãi sẽ bình yên vô sự. Tôi không chỉ nhìn thấy hoàng hôn của các vị thần, mà còn nhìn thấy cái chết của lôi thần và cha các vị thần. Nếu bỏ mặc Loki mà không lo, thì kết cục này vẫn sẽ lần nữa xuất hiện. Ngông cuồng, chỉ là một tên người phàm mà dám nói ra những lời như vậy ngươi tuyệt đối không thể có năng lực này được ngươi rõ ràng là đang nguyền rủa lôi thần và cha các vị thần cha các vị thần vĩ đại xin ngài nhất định phải nghiêm trị tên người phàm này im lặng tất cả câm miệng cho ta diệp hạo nếu ngươi thực sự có năng lực này vậy thì ngươi nhất định biết hiện tại loki đang ở đâu nhỉ cho dù những lời mà tên người phàm này nói là thật, nhưng lô khi thân là thần của quỷ kế và lời nói dối, chỉ cần cô ta muốn trốn, thì ai cũng đừng hỏng tìm được cô ta. Si Sâm bàn tán. Đúng vậy, từ sau khi con đường quang phổ bị phá hoại, thì ngay cả cha các vị thần cũng không tài nào biết rõ hành tung của chủ thần, một tên người phàm thì làm sao có thể biết được. Ta tất nhiên là biết rồi. Lúc trước khi ở cự nhân Vương Thành, tôi đã quay lại thời gian tận 100 lần tuy đều để Loki dẫn theo siêu duy lập phường bỏ chạy. Nhưng tôi cũng phát hiện, trong 100 lần này cô ta đều đi cùng một nơi lĩnh vực phở lêm, bẻ bù khơ. Cái gì? Không ngờ là nơi đó. Nơi đó là nơi mà thần tộc chúng ta tuyệt đối không thể bước vào. Sao lại là nơi đó? Lần này gai go rồi. Các vị thần nghe lệnh, từ bây giờ trở đi, lĩnh vực các vị thần tiến vào trạng thái chiến đấu, tất cả phải trong thế phòng bị. Vâng. Tho, các vị thần có vẻ đều rất sợ nơi đó, lĩnh vực phờ lêm, bẻm ủ khơ thực sự đáng sợ như vậy sao? Cậu là người phàm, nên không biết cũng là rất bình thường. Lĩnh vực phờ lêm là quốc gia của lửa trong cử giới, nó nằm ở trong nhiệt độ rất nóng vĩnh hằng. Từ ngày đầu thành lập, thì lĩnh vực phở lêm này đã trở thành cấm địa của các vị thần, là lĩnh vực mà thần cũng không tài nào tiến vào. Đồng thời cũng là địa bàn của vua cự nhân phở lêm, tách sự. Vào mấy ngàn năm trước, khi ông già còn trẻ, người đang trong thời kỳ đỉnh phong như ông ấy đã dẫn dắt toàn bộ binh lực của thần vực, cũng mới thắng được tách sự một lần. Ngoài ra, Thực ra từ ngày đầu thành lập, ông già đã nhận được lời tiên đoán về hoàng hôn của các vị thần mà người đều biết ngày này cũng sẽ tới, nhưng lại không biết rốt cuộc là khi nào. Hơn nữa một điều kiện kích hoạt hoàng hôn của các vị thần lại có liên quan đến lĩnh vực phở lêm, cho nên mọi người mới căng thẳng như vậy. Thì ra là như vậy. Cho các vị thần vĩ đại, trong cử giới thì chỉ có lĩnh vực phở lêm là nơi mà trước giờ thần tộc chúng ta không bước vào, nơi đó càng không có chủ thành tiền tiêu của chúng ta. Rốt cuộc chúng ta nên cho ai đi bắt Loki đây? Si cho cùng, cho dù là chủ thần, thì cũng không tài nào kháng cự được nhiệt độ cao của lĩnh vực phở lêm. Toàn thể trầm mặc. Đúng vậy, ngay cả ta ở nơi quỷ quái đó cũng không kiên trì được nửa tiếng, cho nên lão già, ông tuyệt đối đừng có kêu ta đi đấy. tôi đi cho. Con người tôi vừa hay không có sợ nóng, rất thích những nơi ấm áp đầy ngã. Cái gì? Không ngờ tên người phàm này lại bắt đầu ăn nói xa lơ rồi. Hắn đúng là không hiểu cái gì cả. Ngay cả lôi thần cũng không dám đi lĩnh vực phở lên, còn hắn đi thì chỉ sợ là mới có một giây là đã bị đốt tới tan thành cho bụi rồi. Nhưng hắn có thể thao túng thời gian mà, hơn nữa còn đánh bại cả vua cự nhân băng xương. Nói không chừng hắn có thủ đoạn đặc biệt gì đó, thực sự có thể làm được chăng? Sau này chúng ta hãy bàn bạc chuyện này. Tho, Diệp Hạo, các ngươi đi theo ta tới kho bảo tàng. Kho bảo tàng Xem ra lão già thừa nhận đồng thời tin tưởng năng lực của cậu rồi, nên muốn thưởng cho cậu đấy. Vẫn là lần đầu tiên ông già này hào phóng như vậy. Nếu đã nồng nhiệt như vậy, thế thì tôi không khách sáo nữa nhé. Không ngờ dùng cách này để tiến vào kho bảo tàng, lần này có thể quang minh chính đại mà hốt một mẻ, bù đắp cho nỗi nuối tiếc của lần trước rồi.